Máy bay cảm tử Nga là mối đe dọa lớn nhất với pháo binh Ukraine. Thứ trưởng nội vụ Ukraine nói rằng UAV Lancet của Nga là khí tài nguy hiểm nhất với pháo binh do ưu thế giá rẻ và mức sát thương lớn. Cụ thể, ông Anton Gerachenko, thứ trưởng nội vụ Ukraine cho biết hôm 18 tháng 4 rằng máy bay không người lái UAV Lancet có tầm bay 40 km và mang được đầu nổ 3 kg rất hiệu quả trong nhiệm vụ tập kích và phá hủy các tổ hợp pháo. Bộ Quốc phòng Nga và các tài khoản mạng xã hội ủng hộ chiến dịch của Moscow những tháng qua liên tục đăng video UAV Lancet tập kích lực lượng Ukraine. Trong đó, chủ yếu là những tổ hợp pháo do phương Tây viện trợ như lựu pháo M777, pháo tự hành M109, Clap và Caesar. Hàng loạt hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn cùng một số tàu hải quân Ukraine cũng bị UAV Lancet tấn công. UAV Lancet có chi phí khoảng 50.000 đô, rẻ hơn rất nhiều so với mức giá 4-14 triệu đô của lựu pháo M777 và pháo tự hành M109 do Mỹ chế tạo. Thứ trưởng gerachenko thừa nhận nếu Lancet phát hiện mục tiêu, không chỉ có binh sĩ thương vong mà quân đội cũng phải chịu thiệt hại những khí tài rất đắt đỏ. Dòng UAV Lancet được Nga ra mắt năm 2019 có khả năng hoạt động độc lập không cần sự hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất. Sau khi phát hiện mục tiêu, Lancet có thể lao tới để tiêu diệt bằng khối thuốc nổ mang theo trong thân. Các tài liệu tình báo bị dò dỉ gần đây của Mỹ cho thấy phòng không Ukraine ngày càng bị bào mòn sau hơn một năm chiến sự. Thậm chí không có biện pháp đối phó hiệu quả với UAV Lancet và bom dẫn đường tăng tầm của Nga.